Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ. Em bảo này, em đang cần một cái nồi. Nhà đầy nồi ấy em. Nhà nhiều nồi nhưng mà chỉ có là đầy bếp với lại lỉnh kỉnh lung tung thôi, chẳng có cái nồi nào hời em cả. Em buồn cười. Thế bây giờ em muốn nồi như nào? Anh, bây giờ anh, em không cần biết anh phải làm như thế nào. Anh phải đi tìm cho em một cái nồi. Một cái nồi. Oh my god. Một cái nồi mà có những, nó chỉ cần có những cái điều kiện sau thôi. Một là đơn giản thôi. Đơn giản thôi à, nhưng mà bếp nào cũng phải nấu được. Bếp ga, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại. À nếu mà có mất điện ấy thì đặt ngọn nến bên dưới cũng phải nấu được. Thứ hai, cái nồi này ấy, là nó phải nấu được nhiều món. Nhiều món. Oh my god. Luộc, hấp, xào và có thể nướng được cả bánh nữa. Làm bánh trung thu, làm bánh tất tần tật các loại, nướng gà, nướng vịt, cho hết vào cái nồi này. Nhưng mà điều kiện thứ ba này mới là quan trọng này. Nấu nó phải ngon. Phải ngon. Không phải như cắm lợn nhá, mà giá phải hợp lý. Hợp lý nữa. Anh đi tìm cho em. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Tìm bằng được cái nồi đấy cho em về đây. Lạnh của bà xã như vậy, bây giờ tìm đâu? Nhớ, phải tìm bằng được cái nồi đấy về đây cho em. Nhớ chưa? Why you always lying? Why you always... Bây giờ các bạn đợi luôn xem là Luân có tìm được cái lồi nào như vậy nhá. Vợ của tao thì tao sợ. Có gì sai chỉ có vợ của tao là tao sợ. Chứ chẳng sợ ai mà. Vợ tao đâu phải mình tao sợ. Chứ làm sao mà nguyên một xóm của tao đều run sợ. Vợ tao chứ đâu phải chỉ có riêng mình tao. Vợ của tao thì tao sợ. Có gì sai chỉ có vợ của tao là tao sợ. Chứ chẳng sợ ai mà. Vợ tao đâu phải mình tao sợ. Chứ làm sao mà nguyên 300. Như cái bộ này giá của nó là 1.400.000 rồi. Em ơi, cho anh hỏi là nhà mình ấy có cái nồi nào mà đang mà nấu bằng bếp ga điện tử không? Có. Anh muốn luôn à? Tức là mà nấu được cả bếp ga điện tử. Đa năng. Không có anh. Không có. Nồi cắm điện á? Nồi cắm điện còn nấu được hết cái đó. Còn nướng được bánh hoặc là quay thì xong đấy được. Sau khi hỏi em nhân viên bán hàng thì em bảo là không có một cái nồi nào như tiêu chí của bà xã Luân đặt ra cả. Đây, chúng ta xem giá bao nhiêu nhỉ? Cái nồi này đây. Nồi thủy tinh rất là nặng luôn. Nhìn giá này. 2.389.000. Oh my god. 2.389.000. Dù giá rất cao nhưng mà cũng không đạt tiêu chí của bà xã Luân đưa ra, mà nó chỉ nấu được mỗi một món thôi. Chứng tỏ là giá của các sản phẩm rất là cao. Rồi, dù không tìm thấy lồi mà bà xã yêu cầu thì bây giờ chúng ta thử dạo qua một chút xem giá của các loại lồi mà nấu một món như nào. Cái lồi này rất to, lồi này chắc nấu cho chục người ăn. 1.400.000. Cái chảo này là 1.200.000. Chảo này 1.200.000. Cái bộ lại đây. Cả cái bộ nhỏ này. Cái này nó rất nhỏ đây. Rất nhỏ, mà 2.500.000. Mà xem. Ví dụ cái nhỏ này. Cái nhỏ con này có tay cầm. Cái này chắc là nấu cháo hoặc nấu một kho gì nhỏ đó. Chúng ta xem giá rồi. 1.199.000. 1.199.000. Rất nhiều các loại luôn. Rất nhiều các loại. Chúng ta sẽ đi chỗ khác. Wow, đã tới nơi rồi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào đây. I'm in love with your body. Anh tìm một cái lồi cơm điện, em thể giúp anh em một cái lồi mà nồi đa năng. Anh cần tìm cái nồi đa năng.
Đúng rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng đi theo bạn này. Cái nồi này thì là chủ thì nó nấu được cái gì em? Cháo cơm ấy, hầm các kiểu đấy ạ. Nên nấu nhanh thì cháo này, 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 cháo này. Ờ, thế nhưng mà cái nồi này thì mình chỉ nấu được mỗi một bảng điện thôi đúng không? Cái nồi này chỉ nấu được điện thôi. Cái này là giá bao nhiêu? 2.700.000. Đây là giá 100%. Tức là đã giá niêm yết là 3.490.000. Nhưng mà bây giờ anh muốn tìm một cái nồi nào đó nó mà đơn giản. Nó cơ này. Cái cơ này. Thực ra cái này ấy, đang ăn thì nó chỉ là chỉ đúng để làm như hầm. Nhưng mình cũng chỉ nấu cơm được, nhưng mà nấu cơm thì mình ít nước hơn so với nấu cơm bình thường. Nhưng mà cái chính ấy, là bây giờ là anh đang cả xã anh đang ra cho anh là đi mua cái nồi. Mà làm sao cái nồi này thứ nhất nó đơn giản. Cái thứ hai nữa là nó có thể nấu được bằng bếp điện, bếp từ, bếp ga. À, cái này mình không có. Bởi vì còn không nấu được ở trên bếp. Còn những cái nồi mà những cái nồi xuất mà anh muốn ninh hầm thì nó có cái nồi dùng bếp từ nhưng nó chỉ là hầm thôi, nó không nấu cơm. À, tức là nếu mà dùng bếp từ thì chỉ hầm thôi, không cơm. Cho nên hôm nay sáng nay là sáng anh bắt anh lại phải đi mua cái nồi vậy. Bởi vì anh đi mà vào XC rồi không có thì đây là mắt của mình là rất lớn. Đấy nhá bà xã nhựa nhá, là hầu như đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Rồi, thế là vậy là chúng ta đã vào siêu thị Media Mart. Chúng ta vừa vào Media Mart xong nhưng cũng không tìm thấy. Chúng ta thử sang bên Nguyễn Kim xem có cái lồi nào như vậy không. Bộ 5 nồi thủy tinh. 1, 2, 3, 4, 5 nồi thủy tinh này giá 5.290.000. Em ơi, anh hỏi cái bộ lồi này. Cái lồi này là mình sản xuất ở Mỹ. Cái này giá 5 triệu, cái này giá niêm yết là 6.560.000. Tức là bây giờ là nếu anh mua thì nó được giảm 19%. 5 triệu 290.000. Nó gồm là 5 tồn này. Không dùng bếp từ, cái hộp gạo bên ngoài. À, tức là cái nồi này mình chỉ cái với cái nồi này mình chỉ dùng được bếp hồng ngoại và bếp ga, không dùng được bếp từ. Dùng bếp từ không phải dùng một lần được. Không dùng bằng mình. Cái này làm bằng chất liệu gì ạ? Thủy tinh. Thủy tinh. Với cái nồi này thì mình có thể gọi là nó giữ được dinh dưỡng. Khi mình nấu nó có giữ được cái dinh dưỡng tối đa. Không rõ cái phần tư vấn như thế đâu ạ. Bởi vì hôm nay là vợ anh bảo anh là phải mua một cái nồi, mua một cái nồi mà làm sao đơn giản nó dùng ra nhưng mà phải dùng nấu nướng này, cái hấp xào được, nấu nướng hấp xào mà này, có thể dùng được cả bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại thì không biết là nhà mình có cái đấy. Cái này là từ Cộng hòa Séc và 5.900.000 mua ra là giảm giá 2% là 4.590.000. Thế nhưng mà cái này mình có thể link. Mình link kiểu như cái nồi áp suất. Tức là cái đồ đó nó nướng cái này thì mình cũng chỉ gọi là chỉ được một vài món. Thế bây giờ hơi khó là mình không có cái gì đa năng chi chế được, chỉ có nhà hàng đa năng chi chế được. Còn nhà hàng mình nấu tất cả các món cho anh. Vợ nhắc thì em Linh thì em bảo là không có một cái nồi nào như vợ nói. Tức là vừa chiên, vừa xào, vừa hấp, vừa gọi là lẩu hoặc nướng trong một nồi. Mà tất cả những cái đó muốn thì cần phải mua cái nồi khác nhau đúng không? Ví dụ như nồi áp suất là phải mua riêng cái nồi áp suất. Nồi Linh hầm là phải mua riêng Linh hầm. Rồi ok, cảm ơn Linh. Như vậy là sau khi lượn một vòng để đi mua sắm tặng bà xã một cái nồi thì chưa thấy được cái nồi nào theo yêu cầu của bà xã cả. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào đây uống cà phê một chút. Sau khi uống cà phê xong thì thử gọi điện cho người thân xem có được chỗ nào không, nếu không thì đành bó tay rồi. Hình như là đây là một
cái nồi mà Luân thấy bạn bè bảo hôm nay sẽ xem nó phải đúng là cái nồi mà Luân đang tìm không. Đây này, cái nồi này có tên là Aroquin, chắc chắn đây cái nồi đúng là tìm rồi. Chị ơi, hãy cho em cái nồi này. Chị em muốn mua là nào giờ chị? Có mã số à? Đúng rồi, em không có thẻ là nào. Còn có mình chỉ bán hàng cho thành viên thôi. Không có thẻ là không có thẻ là để đăng ký thẻ. Tức là nếu mình không có thẻ thì đăng ký thẻ không? Vậy để muốn mua được cái nồi này thì chúng ta cần phải gọi là có một cái thẻ. Và nếu mà khi ban đầu chúng ta chưa có thẻ, chúng ta sẽ tìm một người nào đó có thẻ rồi có thể làm giúp chúng ta một cái thẻ, chúng ta có thể mua. Bây giờ Luân sẽ về, Luân sẽ tìm một người để giúp Luân làm thẻ để Luân có thể mua được cái chiếc nồi này về tặng bà xã mình. Bà ơi, đúng cái nồi em sai đi mua. Nồi đi á? Ờ. Thế này thôi á? Ừ. Ở cái vùng này thôi á? Đúng rồi, nó chỉ mỗi một nồi cái vùng này thôi. Nhưng mà nha, nó đúng tiêu chí của em đặt ra cho anh nha. Thứ nhất là đơn giản đúng không? Có mỗi nồi cái vùng đơn giản, không có dây dựa gì. Không có dây. Đúng không? Cái thứ hai nha. Không có cái ốc vít nào. Không có ốc vít, không có dây gì cả. Cái thứ hai nhá là gì? Là ở trong đây em có thể cho tất cả các món vào em có thể nấu được. Em cho gà, cho cá này, cho củ quả vào em vẫn có thể nấu được. Thậm chí em có thể nướng gà, nướng bánh, này, bánh trung thu để cho con ăn nữa. Thật á? Ừ. Cho cá, cho gà, cho rau, cho củ quả vào đây để thành cắm lợn à? Em nó không có cái ngăn nào mà. Em làm gì không ngăn? Em không biết rồi. Đúng vậy nhá. Do nó không có ngăn nào, nhưng mà em biết không? Và đặc biệt nhá, là cái lồi này nó bảo hành vô thời hạn đấy. Hay người ta còn gọi là cái lồi con cháu đấy. Em dùng mãi cho cái này, cháu của em cũng dùng được. Thật á? Ừ. Cháu em cũng dùng á? Ừ, thì đương nhiên. Cô lý làm gì mà cái nồi đơn giản em không tin à? Này. Thế cái nồi đơn giản như thế này mà lại làm được nhiều việc thế à? Nhiều việc thế à? Ừ. Tại sao? Nhìn đơn giản nhé, nhưng mà có mấy cái điều đặc biệt như này này. Cái thứ nhất về chất liệu của nó ấy, nó được làm từ 7 lớp. Ờ, 7 lớp. Trong đó có cái lớp gọi là thép không gỉ 18/8. 18/8. Bình thường ấy, trong chất thép ấy là nó có sắt và carbon. Nhưng đây trong đây nó có thêm là 18% gọi là chrome đấy. Để nó làm tăng cái độ cứng của cái sản phẩm này lên và sự bền bỉ của sản phẩm. Do đó nên em dùng được lâu, em mới dùng được đến đời con cháu của em. Em còn đánh rơi nó cũng không bao giờ bị gọi là móp mép hay gì cả. Em hiểu không? Còn 8% ấy là niken. Cái này là rất đặc biệt, đây là cái công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất ra nồi đấy. Cái niken này vào để nấu ăn này, khi em sử dụng qua một thời gian ấy, cái thành phần ở trong đây hay là nó không bị hoen gì, nó không bị phôi ra ngoài, nó dính đến thức ăn của em, gây độc tố thức ăn. Đó. Và ngoài cái chất liệu đấy, nó còn sử dụng công nghệ Optitem để hỗ trợ nấu ăn ở cái nhiệt độ thấp và vừa. Nên cái nồi này em muốn nấu ấy, chỉ cần ngọn lửa từ cái gọi là cái cục lến thôi cũng được. Bởi vì sao? Nó phân bổ nhiệt toàn bộ cái nồi này lên thức ăn. Nấu bằng nến đúng không? Ờ đúng rồi. Lên thức ăn ấy của em khi cho vào đây nhiệt độ nó phân bổ đều lên thức ăn của em sẽ chín đều chứ không phải chỗ này chín chỗ kia sống. Đó, điều đặc biệt tiếp theo á là nó sử dụng phương pháp nấu ăn Vitalock đấy, vitamin lock đấy, tức là gì, khóa lại cái dưỡng chất dinh dưỡng, tối đa cái dinh dưỡng của thực phẩm ở trong cái nồi này. Đó, và cái phương pháp này là mình chỉ cần gọi nấu ăn với cái lượng nước ít hoặc không cần thôi. Đó. Và tất cả nước đấy nó ra được phẩm. Cái này ấy, nó được chứng nhận LFF ấy. Đây là một tổ chức ấy, là chứng nhận về các sản phẩm và độ an toàn cho người sử dụng ấy. Cái tổ chức này nhá, là nó được gọi là 3 cơ quan nổi tiếng trên thế giới đánh giá. Cái thứ nhất ấy, là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Cái thứ hai chính là Cơ quan Quản lý về Sức khỏe và An toàn Lao động của Mỹ và của Hội đồng Tiêu chuẩn của Canada. Thế cứ với cái anh Mỹ với Canada mà duyệt thì em cũng duyệt thì em duyệt. Em duyệt không? Duyệt. Thế có hài lòng không? Cho lên bếp nấu luôn. Đó, em thấy hay không? Hay. Khép đôi mi cùng bó sương, đôi khi mơ cùng bó giấc, thức giấc chung.